Mầu nhiệm thứ nhất, Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Thánh Gioan sống trong niềm mong đợi đấng cứu thế. Biến cố phép rửa tại sông Giô-đan đã được loan truyền đến làng Nazareth, nơi gia đình mẹ Maria. Chúa Giêsu hiểu rằng giờ của Ngài đã đến. Đây là thời viên mãn. Người từ giã mẹ hiền với ngôi nhà in biết bao kỷ niệm êm đềm. Chúa Giêsu đi xuống miền sông Giô-đan, trà trộn với đám đông, xin Gioan làm phép rửa. Ngài đến như một tội nhân xin lãnh phép thanh tẩy và tỏ lòng thống hối. Nơi đây, Chúa Giêsu đã hạ mình âm thầm, lặng lẽ bước vào đời với thái độ của một tội nhân và nhận chìm mình xuống dòng sông bé nhỏ. Chính trong sự hạ mình, trong khiêm tốn, Ngài được Chúa Cha siêu tôn trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Con là con yêu dấu của Cha, đẹp lòng Cha mọi đàng. Trong thầm lặng, chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi người, mỗi gia đình chúng ta biết sống theo Chúa Giêsu trong tinh thần khiêm hạ, yêu thương, bác ái với mọi người và luôn biết nhận ra mình là tội nhân để hòa giải với Thiên Chúa và tha nhân. Mầu nhiệm thứ hai, Đức Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana, miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Chúa Giêsu hiện diện tại tiệc cưới Cana để biểu lộ kế hoạch của Thiên Chúa đối với hôn nhân. Ngài đã thánh hóa mối dây liên kết vợ chồng và chúc phúc cho đời sống gia đình. Vì hôn nhân là hình ảnh xúc tích nhất mà Thánh Kinh thường dùng, Chúa Giêsu đã bắt đầu cuộc đời công khai của Người bằng phép lạ tiệc cưới Cana. Rượu cưới nhắc nhở chúng ta bữa tiệc hòa giải của đấng cứu thế. Tiệc cưới gợi lên hình ảnh của cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và nhân loại. Qua hình ảnh đôi vợ chồng vô danh ở Cana, Thánh Gioan đã nhìn thấy vị hôn phu là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, và hôn thê là giáo hội, mà ở đây mẹ Maria là biểu tượng. Khi thấy hết rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó có can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu nói với gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ làm theo." Với sự tế nhị, mẹ Maria thấy trước nỗi khổ tâm của đôi tân hôn, họ sắp phải xấu hổ mà báo tin cho khách mời dự tiệc là rượu đã cạn. Ai sẽ cứu họ? Ai có thể duy trì ngày vui nhất đời nếu không phải là con mẹ? Chúa Giêsu trả lời: "Mẹ muốn con phải làm gì? Mẹ nghĩ thế nào con sẽ làm vừa lòng mẹ chăng?" Câu trả lời xa xôi khó hiểu, nhưng nó đã thắp sáng nơi mẹ một tia hy vọng. Sắp có một giải đáp bất ngờ. Dù mẹ không biết Chúa Giêsu làm thế nào, nhưng lòng đầy tin tưởng, mẹ đã bảo các gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo." Hôm nay, mẹ cũng nói với mỗi người chúng ta: hãy làm những gì Người bảo. Lời khuyên này dẫn dắt chúng ta đi vào trong lời và dấu chỉ của mẹ.
trong suốt cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Lạy mẹ Maria, nhờ sự quan tâm tế nhị của mẹ mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ biến nước thành rượu, đem lại niềm vui cho biết bao nhiêu người. Xin mẹ hãy tiếp tục lưu tâm đến nhân loại và xin để ý đến những đôi vợ chồng đang gặp khó khăn, luôn biết phó thác, tin tưởng vào Chúa trong đời sống gia đình, đặc biệt trong năm Tân Phúc Âm hóa này. Mầu nhiệm thứ ba, Đức Giêsu công bố nước trời và kêu gọi sám hối. Đức Giêsu nói: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây là mầu nhiệm diễn tả bí tích hòa giải. Thiên Chúa luôn chờ đợi và thứ tha cho người tội lỗi. Những tâm hồn có đức tin khiêm nhường sẽ gặp thấy tình thương của Ngài suốt thời gian hoạt động nơi dương thế. Chúa Giêsu đã sống yêu thương và dạy dỗ cho người ta biết tình yêu của Thiên Chúa Cha. Ngài cũng chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Bị bệnh tật và bị quỷ ám là dấu chỉ của con người đang bị thần ác khống chế. Vì thế, cần phải sám hối tội lỗi và ăn năn trở về cùng Chúa. Dù tội con có đỏ như son, cũng nên trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều, cũng nên trắng như bông. Với tâm tình hoán cải, cộng đoàn chúng ta để cho lời của Chúa đi vào từng tâm hồn và thực sự mở rộng tâm hồn đón nhận ơn Chúa trong cuộc đời. Bằng sự hoán cải, đổi mới cuộc sống trong tương quan, gia đình, giáo xứ, giáo hội và những người chúng con đang gặp gỡ hàng ngày trong đời sống bằng những cử chỉ yêu thương, tế nhị, thông cảm, tha thứ, để qua đó mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ Đức Kitô. Mầu nhiệm thứ bốn, Chúa Giêsu biến hình trên núi. Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu biến hình trong mầu nhiệm ánh sáng này, các môn đệ được củng cố đức tin và cảm mến trước mầu nhiệm phục sinh, để các môn đệ không bị kinh hoàng trước gương mặt đau thương của Đức Kitô trên thánh giá. Vì khi cùng chịu đau khổ với Ngài, chúng ta cùng được hưởng vinh quang với Ngài. Xin cho giáo hội, giáo xứ và từng gia đình chúng con đang trên đường lữ hành đức tin tiến về quê trời được nhìn thấy vinh quang trong mầu nhiệm khổ giá của Đức Giêsu, để mỗi khi chúng con gặp thử thách trong đời sống, biết phó thác và tin tưởng vào Chúa và cho những người dân vô tội nhìn thấy ánh sáng niềm tin ngay trong những đau thương, thử thách của chiến tranh, bạo lực, hận thù. Mầu nhiệm thứ năm, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Trong giây phút thinh lặng, chúng ta cùng chiêm ngắm hiến tế của Chúa Giêsu nơi bàn tiệc thánh này. Đức Kitô đã hiến tế trọn thân mình cho nhân loại. Thân xác, linh hồn của Ngài đã trở nên của ăn, của uống cho chúng ta. Giờ phút này đây, Chúa Giêsu thực sự dấn thân vào cuộc thương khó và tử nạn của Ngài, đã mở đầu cho lễ vượt qua cổ truyền, chấm dứt lễ vượt qua cựu ước và mở đầu cho lễ vượt qua tân ước. Bằng lễ hy sinh của chính Ngài, cuộc hiến tế trên đồi Can-vê giờ đây đã được tiên báo và âm thầm thực hiện bằng việc thiết lập hy tế nhiệm tích thánh thể. Đây cũng là bữa tiệc Chúa Giêsu từ biệt các tông đồ để trăn trối cho họ
những lời tâm huyết cuối cùng: vì từ nay con sẽ không còn ăn bánh nữa cho đến khi điều này được thực hiện trong nước trời. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa trao ban cho chúng con là tình yêu phục vụ trong khiêm tốn. Hy tế của Ngài trở nên dấu chỉ yêu thương và hiệp nhất. Xin cho chúng con ý thức được giá trị thâm sâu của mầu nhiệm hy tế này, để cuộc đời chúng con thực sự kết hiệp với hy tế của Ngài, hầu tấm bánh cuộc đời chúng con được bẻ ra và trao ban trong yêu thương và phục vụ. Mong ước tương lai, xin dâng lên mẹ
lòng hòa phương.